Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. À, thưa các bạn, tinh dầu thông đỏ thì được chiết xuất từ lá của cây thông đỏ, một trong những loại cây quý hiếm có nhiều công dụng vô cùng tốt đối với sức khỏe của con người. Trong một viên nang tinh dầu thông đỏ thì có chứa tới hơn 5.000 các loại hợp chất hữu cơ tự nhiên, cùng rất nhiều các hoạt chất mạnh mẽ có tác dụng dược lý vô cùng tốt. Chẳng hạn như là tepen, vitamin, các axit amin thiết yếu, flavonoid và polyphenol. Với những thành phần vô cùng tốt cho sức khỏe cũng như là những công dụng tuyệt vời của sản phẩm này trong quá trình dùng, ở thế nên là rất nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ. Tuy nhiên thì vẫn có một số bộ phận khách hàng chưa biết rằng tinh dầu thông đỏ thì hỗ trợ điều trị được những căn bệnh gì, cũng như là có hiệu quả hay không. Thì trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giải thích rõ tới các bạn. À, tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc thì vốn được coi là một loại tinh dầu vô cùng quý hiếm. À, sản phẩm này thì chiết xuất 100% từ thiên nhiên, à, từ lá và vỏ của cây thông đỏ, có tuổi thọ trung bình từ 100 cho đến là 200 năm. Tinh dầu thông đỏ thì có chất chống oxy hóa vô cùng cao, à, cũng như là có tác dụng điều trị 170 vấn đề liên quan với sức khỏe. ở à, Đầu tiên, một trong những công dụng nổi bật phải nhắc đến của tinh dầu thông đỏ đó chính là hỗ trợ điều trị ung thư. Tinh dầu thông đỏ thì vô cùng tốt trong việc là hỗ trợ ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Ở à, vì trong tinh dầu thông đỏ thì có chứa các thành phần như là palitacin cũng như là tasos được sử dụng cho những bệnh nhân mắc ung thư, à, giúp hỗ trợ quá trình điều trị bệnh ung thư rất tốt. Ở à, ngoài ra thì đối với những bệnh nhân ung thư trong quá trình điều trị xạ trị à, thì kết hợp sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ thì sẽ giảm thiểu được tác hại của thuốc Tây Ngoài ra thì đối với những bệnh nhân trong quá trình điều trị ung thư, khi sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ thì quá trình điều trị sẽ diễn ra hiệu quả hơn cũng như là quá trình hồi phục tăng nhanh hơn so với những bệnh nhân khác. Bên cạnh đó thì sản phẩm tinh dầu thông đỏ còn hỗ trợ tăng cường miễn dịch cho những bệnh nhân này, tránh khỏi sự xâm nhập của một số virus gây những căn bệnh thông thường như là cúm, ho hay là sốt. Viên tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc thì còn giúp hỗ trợ điều trị chứng đau đầu, viêm thần kinh tọa, đau dây thần kinh bị tê liệt tay chân và rụng tóc, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Tinh dầu thông đỏ còn có công dụng hỗ trợ cải thiện tình trạng mỡ máu nhờ khả năng làm giảm lượng cholesterol, trị cao huyết áp, đau đầu, giải tỏa căng thẳng, tăng dẫn truyền thần kinh. Có công hiệu là giải độc gan, hỗ trợ điều trị những bệnh liên quan tới thần kinh hoặc là các vấn đề tiêu hóa khó khăn do thiếu vận động đường ruột. Với việc uống tinh dầu thông đỏ thì sẽ giúp cho bạn cân bằng nội tiết tố trong cơ thể ở cả nam và nữ. Tinh dầu thông đỏ thì sở hữu khả năng chống viêm, dưỡng đẹp da từ bên trong, cũng như là chống rụng tóc, uh, hiệu quả cao trong việc là giảm cân cũng như là bổ sung năng lượng. Bên cạnh đó thì tinh dầu thông đỏ còn hữu ích cho những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, uh, đang điều trị viêm xoang mãn tính, tai biến hay là giúp đào thải cholesterol trong gan. Uh, ngoài ra thì sản phẩm này còn vô cùng tốt với những người thường xuyên uống rượu bia, uh, mắc bệnh sơ gan và bụng to. Ờ, có rất nhiều khách hàng khi đến với Korea Shop 24 giờ thì trong tình trạng là cơ thể mắc bệnh hen suyễn hay là một số căn bệnh khác như huyết áp cao tim mạch thậm chí là ung thư. Ờ, tuy nhiên thì khi sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ này thường xuyên thì sức khỏe của những khách hàng này cải tiến rõ rệt cũng như là quá trình điều trị thì hiệu quả hơn trông thấy. Ở ngoài ra thì sản phẩm tinh dầu thông đỏ này còn hỗ trợ vô cùng tốt trong việc là tăng cường hệ miễn dịch bổ sung dưỡng chất cho cơ thể của chúng ta thế nên là không quá khó hiểu khi sản phẩm tinh dầu thông đỏ trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường hiện nay ở Chính vì vậy thì các bạn có thể là sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình ở ngoài ra thì nếu như là các bạn còn đang thắc mắc rằng chưa biết mua sản phẩm tinh dầu thông đỏ này ở đâu để có thể là an tâm sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904363985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm tinh dầu thông đỏ đến từ Hàn Quốc. ở ngoài ra thì các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội. Korea shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!